trên đài, liễu giật đem máu tươi bôi lên mi tâm, khí chất rộng lớn đại biến, như một thanh lợi kiếm xuất khiếu, khí tức hỗn loạn trong cơ thể trong nháy mắt ngưng tụ lại, vết thương toàn thân cũng cấp tốc khép lại, mái tóc dài đen nhánh, cũng dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được từng sợi từng sợi biến thành màu trắng, mi tâm. Còn có một đạo phù văn huyết sắc huyễn hóa ra, thấy thế, ánh mắt diệp thần hiếp lại, thông qua tên luân nhãn, hắn nhìn thấy máu tươi trong cơ thể liễu giật đang thiêu đốt, linh lực cấp tốc lưu truyền, rót vào trong các đại kinh mạch toàn thân một cỗ lực lượng cường đại cũng đang chậm rãi hồi phục từ từ này điên rồi trong số những người quan sát cuộc chiến bốn phương ra các lão đầu líu lưỡi một câu đây là muốn liều mạng thượng quan gia thượng quan bác cũng không khỏi thổn thức một câu tựa như cũng biết liễu giật vận dụng loại bí pháp gì vốn đã có đạo thương lại vận dụng cấm thuật khủng bố như thế trận chiến này cho dù không chết cũng hơn phân nửa là tàn phế hư vô phục nha ai cũng là bất đắc dĩ lắc đầu nói xong còn không quên nhìn thoáng qua huyền thần bên cạnh huyền thần không nói chỉ là âm thầm thừa dài sư phụ đó là cấm thuật gì trên ghế ngồi diệp thần nghi hoặc nhìn sở huyên nhi thiên tế sở huyên nhi khẽ nói một tiếng là một loại cấm thuật lấy thư đốt tinh huyết làm đại giới trong thời gian ngắn có thể kích phát tiềm năng trong cơ thể đổi lấy lực lượng cường đại loại cấm thuật này từ trước đến nay đã lâu là do tam tông thủy tổ ta sáng lập nhưng bởi vì cắn trả quá mức bá đạo mới bị liệt vị cấm thuật cấm thuật như thế đều dùng xem ra liễu giật sư huynh thật sự là muốn liều mạng diệt thần cao mày nói ầm 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 đại chiến trên chiến đài đã mở ra liễu giật vận dụng cấm thuật thiên tế thực lực đại tăng khí thế mơ hồ vượt qua hoa phân ra tay sắc bén vô cùng các loại bí thuật tầng tầng lớp lớp hoa vân từng một lần đánh vô lực xoay người trong thời gian ngắn tăng lên chiến lực, ta xem ngươi có thể chống đỡ đến mấy giờ. Hoa Vân hử lạnh, mi tâm có một đạo linh quang bắn ra, lơ lửng giữa không trung, hóa thành một thanh linh kiếm sát khí bốn phía. Tranh. Liễu giật tế xuất linh kiếm của mình, hai thanh linh kiếm mỗi người đều có thiên thu, quyết đấu trên hư không, mỗi lần va chạm phát ra âm thanh, đều rất chói tay, chấn đến đệ tử tu vi yếu đều không thể không tế xuất chân khí hộ thể. Phốc phốc, phốc phốc, máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ chiến đài, thật đúng là như hoa vân nói liễu giật vận dụng cấm thuật tuy rằng thực lực đại tăng nhưng loại cấm thuật bá đạo này cán trả cũng là khủng bố liễu giật từ sau khi vận dụng cấm thuật khóe miệng liền không ngừng tràn ra máu tươi dần già mạnh mẽ ngưng tụ khí tức lần thứ hai bắt đầu bạo động đạo thương lại phát tác sao trên ghế ngồi diệp thần ánh mắt híp lại một chút cách rất xa hắn dường như đều có thể nhìn thấy liễu giật linh hồn trên một đạo vết nứt vẫn không cách nào khép lại đạo thương ở linh hồn, lầm bầm một tiếng, diệp thần nhíu chặt mày. Tu sĩ căn bản, linh tại hồn, linh hồn huyền chi lại huyền, ảo diệu kỳ dị, di, một khi bị thương, nhất định liên lụy công thể, mà lỗ giật đạo thương hết lần này tới lần khác ở trên linh hồn, đây tuyệt đối là tin dữ lớn. Ta xem ngươi còn có thể chống đỡ đến bao giờ. Diệp thần trầm ngâm, hoa vân trên chiến đài vận dụng bí pháp khủng bố, sát kiếm ẩm ý, kiếm khí bốn phía, lôi điện vờn quanh, một kiếm xuyên trường hồng quy lực vô cùng phốc phốc thân thể liễu giật bị xuyên thùng hơn nữa cấm thuận cắn trả cùng đạo thương phát tác làm cho hắn suýt nữa ngã xuống thái cực diễn thiên liễu giật mạnh mẽ ổn định thân hình một tay cầm kiếm dựng thẳng trước người một tay dính máu bôi lên thân kiếm nhất thời lấy thân thể hắn làm trung tâm từng đạo phù văn cổ xưa huyện hóa ra vờn quanh thân thể hắn các linh quang lóe ra mỗi một đạo đều giống như có linh tính theo quỹ tích trong mắt, sắp xếp thành một cái thái cực bát quái. Trong lúc đó, liễu giật không ngừng hộc máu, trên mặt không còn chút huyết sắc nào nữa, có lẽ là phản phệ cùng đạo thương đồng thời phát tác, làm cho cả người hắn đều tắm rửa dưới máu tươi, ngay cả trường kiếm rung động trong tay cũng khó có thể khống chế. Âm dương vô cực Đối diện, hoa vân hử lạnh, cũng là tư thế giống nhau, một tay cầm kiếm, dựng thẳng trước người, một tay dính máu, bôi lên kiếm, phù văn vườn quanh thân, tự mình sắp xếp, hình thành một cái âm dương bát quái. Sư phụ, liễu giật sư huynh thái cực diễn thiên cùng hoa vân âm dương vô cực làm sao nhìn giống như một loại bí thuật. Trên đế ngồi, Diệp thần lại nhìn về phía sở huynh nhi, sở huynh nhi khẽ gật gật đầu. Hai loại bí thuật đều xuất ra đạo pháp thái vô cực của Tam Tông Thủy Tổ, nhưng sau khi lão nhân gia hán qua đời, hậu nhân Tam Tông bởi vì thái vô cực đạo pháp mà nổi lên bất đồng, chia làm hai phe phái, một phái diễn thiên địa thành thái cực, cũng chính là ngươi liễu sư huynh thái cực diễn thiên một phái hóa thiên địa thành âm dương cũng chính là âm dương vô cực do hoa vân thi triển sư phụ kia cho rằng thái cực diễn thiên cùng âm dương vô cực ai yếu ai mạnh không có khả năng so sánh sở huynh nhi khẽ nói một tiếng hai loại đạo pháp mỗi người đều có thiên thu nếu luận uy lực không bằng nhau nếu là như vậy liễu giật sư huynh chẳng phải là rất khó thủ thắng Diệp thần như nhíu nhíu mày. Thân thể hắn đã rất tệ, chỉ sợ một kích này sau đó, tại chỗ sẽ mất đi sức chiến đấu. Thái cực diễn thiên, âm dương vô cực. Diệp thần vừa dứt lời, trên chiến đài liền truyền đến hai tiếng khẽ gõ, đồng dạng đều là dùng phù văn sắp xếp thái cực bát quái cùng âm dương bát quái, va chạm cùng một chỗ. Ầm um, ầm, um, nhất thời, tiếng nổ kinh khủng vang vọng khắp bốn phương. Sau đó, cực quang vòng tròn cùng bố lấy hai phù văn bát quái làm trung tâm cấp tốc mở rộng ra ngoài bốn phía hội trường chọc trời cổ mộc trong nháy mắt bị chặn ngang cắt đứt mà vách đá cứng rắn lại giống như đậu hũ bị chém ra Vi lực này cũng mạnh mẽ đi bốn phương đều là tiếng thán phục tất cả mọi người đều mật thiết nhìn chăm chú vào chiến đài ầm 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 thái cực bát quái cùng âm dương bát quái còn đang đối kháng sắp xếp phù văn cũng đều dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được từng đạo từng đạo sụp đổ. Sư huynh, chống đỡ. Tư đồ nam bọn họ đã đứng lên, nắm chặt tay, giống như Dương Đình Thiên bọn họ, cũng là vẻ mặt lo lắng, bởi vì làn da liễu giật đã nứt ra, máu tây tràn đầy toàn thân, cắn trả cùng đạo thương quần quật, khiến cho hắn ngay cả đứng cũng đứng không vững. So với liễu giật, mà Hoa Vân mặc dù cũng bị thương trong người, nhưng khí thế vẫn hùng hồn như trước, lực tiếp theo cuồn cuộn không ngừng. Phóc phóc dưới sự chú ý khẩn trương của mọi người liễu giật trung quy chống đỡ đến cực hạn một ngụm máu tươi phun ra toàn bộ thân thể đều lảo đảo một chút suýt nữa ngã xuống mà theo máu tươi của hắn phun ra thái cực bát quái chống đỡ kia cũng bởi vì không có linh lực chống đỡ mà không ngừng sụp đổ phá cho ta hoa vân nắm lấy cơ hội linh lực quay cuồng trào lên âm dương bát quái chấp trường cường thế áp chế thái cực bát quái đem phù văn thái cực bát quái nghiền thành hư vô còn chưa xong Điền nát thái cực bát quái âm dương bát quái kia trùng kích đến trên người liễu giật phốc phốc liễu giật lần thứ hai hộc máu toàn bộ thân thể đều bay ngược ra ngoài đợi đến khi rơi xuống đất đã là vũ máu một mảnh linh lực khô kiệt đạo thương cấm thuật cán trả làm cho hắn vô lực tái chiến ngất đi thái vô cực đạo pháp vẫn là chính dương tông ta là chính tông thành côn ngồi trên ghế cao cười lạnh một tiếng nói xong còn không quên hí ngược liếc mắt nhìn đám người dương đình thiên hô, liễu giật thất bại, khiến người xem trận chiến đều thổn thức. Liễu giật không phải là rơi vào thế hạ phong trên bí thuật, mà ngay từ đầu cùng Hoa Vân không ở cùng một vạch xuất phát, đạo thương cán trả, làm cho hắn căn bản không phát huy được chiến lược đỉnh phong, tuy rằng vận dụng cấm thuật mạnh mẽ tăng lên chiến lược, nhưng thất bại cũng là chuyện trong dự liệu. Trên chiến đài, Hoa Vân thấy liễu giật ngã xuống đất ngất xỉu, liền chậm rãi đi tới, dưới sự chú ý của vạn người, hắn giơ chân lên, một cước dẫm lên người liễu giật, sau đó còn không quên trêu chọc nhìn thoáng qua phương hướng của hàng nhạc tông. Đây chính là chân truyền đầu tiên của ngươi hàng nhạc tông, đó là một trò đùa. Người, mẹ kiếp, trên đế ngồi, diệp thần cùng tư đồ nam bất phân trước sau sông ra ngoài, Niếp phong phía sau bọn họ cũng bất chấp đứng dậy. Thế nào, các ngươi cũng muốn lên cùng nhau không? Hoa Vân đứng ở chiến đài, cao cao tại thượng, đùa dỡn ngược đã nhìn xuống đám người diệp thần, cầm nâng lên cao, trong mắt xuất hiện khiêu khích hay là khiêu khích. Cùng nhau lên liền cùng nhau lên, từ đồ nam hét lớn một tiếng, muốn xông lên chiến đài. Đủ rồi. Dương Đình Thiên rõ ràng ngăn cản bọn tư đồ nam một tiếng, còn chưa công bố kết quả, lúc này nếu có người thứ ba lên nắm quyền, sẽ bị coi là quấy nhiễu tam tông đại hội, không chỉ tư đồ nam bọn họ sẽ bị trừng phạt, ngay cả hàng nhạc tông cũng sẽ bị liên lụy, chính Dương Tông ước gì hàng nhạc tông phạm sai lầm. Ngô Trường Thanh Ngươi còn phải đợi đến khi nào dương đỉnh thiên nghiêng đầu lạnh lùng nhìn ngô trường thanh ngô trường thanh ngược lại giống như không có việc gì vẫn ngồi xếp bằng như trước tựa như cũng đang thưởng thức một màn dưới chiến đài dương đỉnh thiên ngươi gấp cái gì có lẽ liễu giật còn có thể đứng lên cũng nói không chừng thành côn ngồi trên ghế cao một bên nhàn nhã chuyển động xoay ngón tay cái một bên sâu kín cười nhìn dương đỉnh thiên lời này vừa nói ra làm cho trong mắt dương đỉnh thiên chợt lóe ra một đạo hàn quang hành động này của chính dương tông đơn giản là nhục nhã hàng nhạc hắn trước mặt mọi người làm hàng nhạc trưởng giáo lửa giận của hắn dĩ nhiên không cách nào áp chế hai người cách không khí thế đối diện nhau khiến cho không khí áp lực đến cực điểm hình ảnh như vậy ngược lại làm cho người xem chiến tranh bốn phương không khỏi ngồi thẳng người có lẽ có thể chứng kiến hai tông trưởng giáo khai chiến tại chỗ cũng nói không chừng nếu người hàng nhạc sốt ruột nhận thua như vậy vậy thì thành toàn bộ chờ lúc hai người đối chọi gay gắt ngô trưởng thanh trung quy vẫn không nhanh không chậm đứng dậy thanh âm thật là cao vút chính dương tông hoa vân thắng không ngờ hoa vân trên chiến đài hí ngược cười nhấc chân đá liễu giật xuống chiến đài hành động như thế không chỉ có diều thần bọn họ mà ngay cả dương đình thiên bọn họ cũng không khỏi lộ ra hàn mang đi thôi dương đình thiên cuối cùng nhìn thoáng qua thành côn sau đó nâng liễu giật lên như một đạo trường hồng bay về phía vọng nguyệt các sao hắn phong vô ngân đạo huyền bọn họ cũng nhao nhao đuổi theo ngược lại diệp thần trước khi đi còn không quên nhìn hoa vân một cái thần sắc là bình tĩnh kỳ lạ người hiểu rõ hắn có lẽ sẽ biết hắn cũng là bình tĩnh lại càng đáng sợ hoa vân người tốt nhất cầu nguyện đừng để ta ở chiến đài gặp phải ngươi ngươi là cái gì đó hoa vân khinh thường cười một tiếng ngươi chính là một phế vật bị chính dương tông ta đuổi xuống núi không có gì hơn mà thôi Hy vọng chiến đài ngươi khi ta gặp nhau, ngươi còn có thể cười ra được. Diệp thần thản nhiên mở miệng, nói xong, hắn cũng đổi theo đám người tư đồ nam. Ngày thi đấu loại trực tiếp đầu tiên của Tam Tông Đại hội, hàng nhạc tông bởi vì liễu giật dẫn đầu rời sân, lại lưu lại tiếng thổn thức khắp nơi. Hàng nhạc cửu đại chân truyện, bại bảy, chỉ có hai người tiến vào bán kết, hơn nữa trong đó còn có một người là nhân nguyên cảnh, chiến tích thảm thiết như vậy, có lẽ từ khi hàng nhạc tông thành lập phái tới nay vẫn là lần đầu tiên, vòng đấu loại trực tiếp chấm dứt thế lực bốn phương cũng nhao đeo lập trường. Hôm nay đại hội, người thắng lớn nhất vẫn là chính Dương Tông, tiến vào bán kết 14 danh ngạch, bọn họ chính Dương Tông liền độc chiếm 8, Thanh Vân Tông là 4, mà hàng nhạc Tông cũng chỉ có hai người. muội muội đều thay hàng nhạc Tông nghẹn khuất, ra cát lão đầu nhi miệng đầy hùng hùng hổ hổ, lời nói không chút kiên rè. Tình thế so với người mạnh hơn, khi bọn thượng quan bác đi, cũng không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu hừ thanh vân tông công tôn trí bọn họ dẫn đội rời đi sắc mặt cũng không đẹp lắm tuy rằng đứng cuối cùng là thanh vân tông nhưng thanh vân tông bọn họ cũng không khá hơn bao ni vì chính dương tông chèn ép không ngẩng đầu lên được đi rồi ngày mai lại đến trong hư vô đông hoàng thái tâm cũng lười biếng đứng dậy hùng hăng duỗi thắt lưng một cái nói xong nàng còn không quên nhìn thoáng qua huyền thần ở một bên du du nói huyền thần ta cho ngươi đặc quyền đến xem tam tông đại hội ngươi cũng đừng gây phiền toái cho ta vô luận khi nào ngươi đều phải tuân theo thiên quy tuyệt đối không thể tham dự đại sở ta hiểu huyền thần bất đắc dĩ gật gật đầu lặng lẽ xoay người biến mất ở trên hư vô ban đêm vọng nguyệt các liễu giật ngất xỉu ngồi xếp bằng trên bồ đoàn sắc mặt vẫn tái nhợt như tờ giấy khí tức càng có lúc không có trọng yếu hơn là vết nứt trên linh hồn kia so với lúc trước có tăng lên một tấc còn nhiều hơn chung quanh hắn, Dương Đình Thiên, Phong Vô Ngân, Đạo Huyền cùng Khổng Mông Xuyên đang không ngừng hướng trong cơ thể hắn quán thể linh lực. Về phần Sở Linh Nhi cùng Sở Huyền Nhi thì bắt tay giúp hắn áp chế đạo thương trên linh hồn. Sắc mặt mấy người đều rất khó coi, trạng thái liễu giật rất là không xong, coi như là bảo trụ tánh mạng, cũng hơn phân nửa sẽ là tàn phế không thể tu luyện. Bên ngoài vọng nguyệt các, bọn tư đồ nam bọn họ đều đang lo lắng chờ đợi. Ngược lại Diệp Thần cũng là khoanh chân ngồi dưới một gốc cây linh thụ, nhắm mắt tu luyện, tiêu hóa bí thuật trộm học được ngày hôm nay. Tuy rằng hắn cũng lo lắng cho liễu giật, nhưng hắn càng thêm hiểu rõ, ngày mai bán kết, hắn rất có thể gặp được cơ ngưng dương. Hắn cần chính là trong một đêm này, đem bí thuật trộm học dùng hợp thông suốt, đợi bất cứ lúc nào cần thiết. Mặt khác, hắn cũng mơ hồ tiếp nhận chín phân thân từ thế giới dưới lòng đất truyền tới đại địa tinh nguyên, không thể không nói, so với đại địa tinh nguyên này, thiên địa lên khí kém hơn nhiều lắm. Không ngừng hấp thu đại địa tinh nguyên, Diệp Thần cũng chiếm được chỗ tốt không tưởng tượng nổi, tinh lực càng dồi dào không nói, trọng yếu nhất là hắn ở trong quá trình hấp thu đại địa tinh nguyên, khi thì sẽ trốn vào một loại ý cảnh kỳ diệu, hắn biết, ý cảnh kỳ diệu kia chính là trời đất. Hắn chỉ cảm giác thân thể khi thì nhẹ nhàng, hơn nữa thiên địa ở trong mắt hắn, có vẻ thân thiết trước nay chưa từng có, có vài lần hắn thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được thiên địa lực bằng bạc kia. Không biết qua bao lâu, mới có người từ trên không trung rơi xuống, nhìn kỹ, chính là người của tư Đầu Gia tây thục. Nam nhi, thế nào rồi? Tư đồ gia trưởng lão Tư đồ Tấn tính tình coi như không tệ, vừa mới hạ xuống liền hỏi Liễu giật tình hình hiện tại. Trường môn sư bá bọn họ còn đang chữa thương cho Liễu sư huynh, Tư đồ Nam bọn họ nhao nhao bất đắc dĩ lắc đầu, Tư đồ Tấn bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nhưng cũng không có rời đi. Rất nhanh, người của Đông Nhạc thượng quan gia cũng tới. Chờ một chút đi. Tư đồ Tấn gọi thượng quan bác đi qua, Trường lão hai nhà tụ tập cùng một chỗ Hàn Huyên ngược lại thượng quan ngọc nhi quét một vòng sau đó mới ở dưới đại thụ thấy được thân ảnh diệp thần liền không khỏi đi tới muốn nói chuyện nhưng thấy diệp thần đang tu luyện vẫn là không có nói ra miệng mọi người chờ đợi đã chờ hơn sáu canh giờ thẳng đến đêm khuya cửa phòng mới mở ra vẻ mặt mệt mỏi dương đỉnh thiên là người đầu tiên đi ra sắc mặt mấy người khác cũng có chút tái nhợt trừng môn sư bá liễu sư huynh hắn tư đồ nam bọn họ nhao nhao vây quanh vẻ mặt lo lắng nhìn Dương Đình Thiên. Mạng là bảo vệ, Dương Đình Thiên không nói gì, ngược lại đạo huyền chân nhân tiếp nhận lời nói, thở dài nói. Nhưng tu luyện căn cơ đã bị hủy bảy bảy tám phần, cộng thêm đạo thương, chỉ sợ lại vô duyên tiên tu nữa, lời này vừa nói ra, trái tim mọi người nhất thời lạnh đi một nửa. Tất cả đi nghỉ ngơi. Nguyệt Nhi, ngươi đi theo ta, Dương Đình Thiên khoát tay áo, duy chỉ có gọi nam cùng Nguyệt lên gác sách. Hiện giờ, Cửu đại chân truyện của hàng nhạc đã bại bảy người, có thể thay hàng nhạc chống đỡ tràng diện cũng chỉ còn lại Nam Cung Nguyệt, ngụ ý của Dương Đình Thiên rất rõ ràng, đây là muốn ở đây mấy canh giờ ngắn ngủi này, dặn dò một ít chuyện trọng yếu. Sở huynh nhi âm thầm thở dài một tiếng, đi tới bên người Diệp Thần. Người liễu sư huynh mệnh bảo trụ, Diệp Thần mở hai mắt, bình tĩnh nói. Ta không hận Hoa Vân đem liễu giật sư huynh đánh thành trọng thương, chiến đài quyết đấu, bị thương là khó tránh khỏi, ta hận hắn trà đạp tôn nghiêm liễu sư huynh. Cho nên, đây chính là hiện thực, sở huyên nhi cũng ôm hai đầu gối ngồi xuống, khẽ nói. Có đôi khi hiện thực chính là tàn khốc như vậy, thế giới cường giả phi tôn, kẻ yếu cho tới bây giờ đều là một phương bị trà đạp. Cho nên, ta muốn trở nên mạnh hơn, hắn nhục nhã liễu sư huynh, ta sẽ trả lại cho bọn họ không ít. Người đấu không lại hoa vân, càng thêm đấu không lại huyền linh chi thể không thử làm sao biết được, Diệp Thần mỉm cười. Liễu sư huynh vì vinh quang của tông môn, thiếu chút nữa ngay cả mạng cũng đáp ứng, ta bị đánh mấy trận, cũng không có gì to tát. Ta biết không thể ngăn cản ngươi, nhưng tất cả mọi thứ cố gắng hết sức là tốt, sở huyên nhi vui mừng cười, xoay người rời đi, đêm, một lần nữa rơi vào ninh tịch. Diệp thần không có trở về phòng, mà là vẫn như trước ở dưới đại thụ tu luyện, đại địa tinh nguyên cuồn cuộn không ngừng từ dưới lòng đất chín phân thân truyền tới, để cho tu vi của hắn ở trong tiềm di vô thức tăng cường. Không biết từ khi nào, một trận gió nhẹ thổi tới, mới làm cho hắn không khỏi mở hai mắt. Hắn phát hiện, ở dưới ánh trăng tinh huy, một đạo hư ảo lẳng lặng bóng người đứng ở bên ngoài gác xếp. Diệp thần cho rằng mình nhìn lầm, liền dụi dụi mắt, chỉ là lần thứ hai nhìn lại, nơi đó thật đúng là có một cái bóng người hư ảo, bay ở giữa không trung, giống như là một cái hồn phách bình thường giống nhau. Mơ hồ có thể thấy được đó là một lão nhân, tóc bạc trắng, thân thể có chút gập ghềnh, đang lẳng lặng nhìn gác xếp, giống như đang nhìn liễu giật đang ngủ say bên trong, trong mắt giả mang theo thần sắc tang thương, lão nhân hư ảo kia, nhìn kỹ, cũng không phải chính là huyền thần ban ngày ở trên hư vô quan chiến sao. Ngươi là ai? Diệp thần bất ngờ đứng dậy, ánh mắt hiếp lại nhìn huyền thần hư ảo này, hắn thoạt nhìn rất là hiền lành, nhưng hơn nửa đêm có một người như quỷ hồn xuất hiện ở chỗ này, làm cho hắn cảm giác rất quỷ dị. Nghe được thanh âm của Diệp thần, huyền thần không khỏi quay đầu lại, trong mắt lão còn có một tia kinh ngạc. Ngươi có thể nhìn thấy ta. Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta, Diệp thần vẫn cắt cao nhìn chăm chăm huyền thần hư ảo. Nghe vậy, huyền thần ôn hòa cười, chậm rãi đi tới. Yên tâm, ta không phải người của chính Dương Tông. Không phải người của chính Dương Tông, Diệp thần nhướng mày, lão nhân trước mặt hắn mặc dù là hư ảo, nhưng cho hắn một loại cảm giác mờ ớt, không phải linh hồn thể, nhưng có thể hư hóa thân thể, rất không đơn giản. Nào, nói chuyện với ta, huyền thần đã ngồi dưới tàng cây, còn không quên vỗ vỗ mặt đất bên người, ý bảo diệp thần cũng tới ngồi. Diệp thần hơi nhíu mày một chút, nhưng vẫn là tới ngồi xuống, bởi vì hắn không có từ trên người huyền thần cảm giác được một tia sát khí, tựa như huyền thần ở trong mắt hắn chính là một lão gia gia ôn hòa. Ngươi một người nguyên cảnh, có thể là một trong cửu đại chân truyền, rất không đơn giản. Thấy Diệp thần trầm mặc, Huyền thần mỉm cười nhìn Diệp thần. Lão ra ra, người rốt cuộc là ai? Diệp thần còn đang dối dám thân phận của huyền thần. Ta nói ta là thủy tổ của Tam Tông, ngươi có tin hay không? Nghe vậy, Diệp thần không khỏi nghiêng đầu, từ trên xuống dưới đánh giá huyền thần. Lão ra ra, ngươi này đùa giỡn một chút không buồn cười. Ừm, ta cũng cảm thấy không buồn cười, huyền thần ôn hòa cười. Đêm khuya cô tịch, trêu chọc một chút mà thôi, tiểu hữu chớ để ý. Ta hiểu, diệt thần hai tay ôm ớt nằm dưới tảng cây lớn, còn không quên nhét một cây tam vào miệng. Lão nhân già mà, tuổi đã cao, sẽ luôn có việc gì không có việc gì tìm vãn bối tìm vui vẻ, bất quá ta rất buồn bực, chính Dương Tông đã bày ra hộ tông kết giới, ngươi làm sao tiến vào. Muốn tiến vào phương pháp có rất nhiều, huyền thần cũng giống như diệu thần, ôm ớt nằm trên mặt đất, rất có thâm ý cười cười. Bất quá để cho ta buồn bực chính là Ngươi một người nguyên cảnh làm như thế nào hàng nhà cửu đại chân truyền? Không có biện pháp, hàng nhà tông ta nhân tài điêu linh, đem ta sung số lượng, diệp thần bất đắc dĩ nhún nhún vai, huyền thần mỉm cười, cũng không nói nữa. Hai người cứ như vậy nằm cạnh nhau dưới tàng đại thụ, Nhào nha nhìn hạ vũ tinh thần, không nói cũng không nói, thật lâu sau, huyền thần mới lẳng lặng đứng dậy, thân thể hư ảo phiêu hốt bất định ta nên đi diệt thần cũng lập tức đứng lên nhìn bóng lưng hư ảo của huyền thần trung quy cũng không có nói thêm gì trong lòng càng nhiều là tò mò lão đầu trước mặt này kỳ quái cổ quái thần bí làm cho hắn không biết nên nói cái gì tiểu tử kia có thể nhờ ngươi một chuyện hay không huyền thần đưa lưng về phía diệt thần nói nói một chút xem sau đại hội tam tông ngươi nếu có thời gian rảnh rỗi có thể đi lạc thần uyên giúp ta thắp một nén nhang hay không? Nghe vậy, Diệp thần có chút kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu. Cảm ơn. Huyền thần lưu lại một câu nói mở ớt, liền lặng lặng nhất chân, đợi đến một bước hạ xuống, liền biến mất vô tung vô ảnh, từ đầu đến cuối đều không có lưu lại một chút dấu vết trong thiên địa này. À, dưới tàng cây lớn, Diệp thần mở hai mắt, phát hiện mình vẫn ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhất thời giật mình ở nơi đó. Mộng. Ngày hôm sau, không đợi hào quang đầu tiên của Đông Phương hiện ra, chính Dương Tông đã là bóng người nối liền. Chính Dương Tông với tư cách là chủ nhà, trời còn chưa sáng, đã ngồi vây quanh chiến đài. Về phần thế gia tu luyện bốn phương quan chiến, cũng tiến vào hội trường trong từng tiếng hô to, vọng nguyệt các, diệp thần bọn họ đã chỉnh trang chờ phát, nhưng không khí cũng là có chút nghiêm trang, nguyên nhân là liễu giật đứng ở bên cạnh. Thời gian một đêm, sắc mặt liễu giật vẫn tái nhợt như trước, hơn nữa thân thể rất suy yếu, khí tức trong cơ thể uể oải không gượng dậy nổi, cả người thoạt nhìn không có chút tinh thần nào, giống như một thư sinh bệnh vào cao nấp. Liễu sư huynh, người ở đây nghỉ ngơi là được, không cần đi. Tư đồ nam lo lắng nhìn liễu giật. Không có gì, liễu giật thản nhiên cười. Coi như là thua, ta cũng sẽ cùng các người đứng chung một chỗ. Dương đỉnh thiên thấy vậy, bớt đắc sĩ thở dài một tiếng, liền cất bước đầu tiên, đi xuống chân núi. Lại lâm hội trường Tam Tông Đại hội, bọn họ trong nháy mắt được tứ phương chú ý, đôi mắt kia có trông chọc cười nhạo, cũng có thương hại đồng tình, thẳng đến khi ngồi vào chỗ ngồi, ánh mắt kia vẫn như cũ đi theo. Liễu giật dĩ nhiên còn có mạng ở đây, thật sự là vận hạnh trong bất hạnh, bất quá nhìn trạng thái của hắn, rất khó tu luyện đi, rất nhanh, thanh âm bốn phương xỉ xào bàn tán liền liên tiếp vang lên. Hằng nhạc tông cũng chỉ còn lại nam cung nguyệt chân truyền thứ ba cùng diệp thần nhân nguyên cảnh, bán kết hôm nay, giữ nhiều lành ít. Diệt thần có thể không đáng kể, hiện giờ hàng nhạc cửu đại chân truyền, chống đỡ tràng diện chỉ có nam cung nguyệt. Từ tư hưởng thụ đi. Chính Dương Tông sẽ làm cho các người hiểu được, cái gọi là một tia hy vọng, trung quy cũng sẽ trở thành tuyệt vọng, thành côn ngồi trên ghế cao, nhàn nhã nhìn xuống phía dưới, nụ cười đùa dẫn vẫn là nghịch ngược như trước, trong hư vô, ba người đông hoàng thái tâm lại xuất thần. Giống như ngày hôm qua, Đông Hoàng Thái Tâm tại chỗ ngưng tụ ra một đám mây, lười biếng ngồi ở trên, đầu tiên là nhìn lướt qua phía dưới, sau đó còn không quên nhìn huyền thần ở một đôi một cái. Huyền thần, chuyện đêm qua vào mộng, ta coi như không biết, bất quá, chỉ một lần này, lại để cho ta phát hiện ngươi tham dự chuyện đại sở, ta không ngại đem ngươi vĩnh viễn phong ấn. Ta, ta hiểu, huyền thần nhẹ nhàng gật đầu. Đệ tử chân truyền thăng cấp, lên đài rút thăm. Lúc hai người đang nói chuyện, lời nói của ngô trưởng thanh phía dưới vang lên. Thiên linh địa linh linh, thái thượng lão quân khoái hiển linh, để cho nam cung sư tỷ rút được đối thủ là một tên mềm nhũn, còn chưa đợi nam cung nguyệt cùng diệp thần đứng dậy, tư đồ nam đã bắt đầu lầm bầm cầu nguyện. Diệp thần cùng nam cung nguyệt bất đắc dĩ cười, nhào nhào đi lên chiến đài, chỉ còn lại 14 người, rút thăm cũng chỉ mất chưa tới 30 giây, chỉ là sau khi nhìn thấy danh sách đối chiến, lòng bọn dương đỉnh thiên hoàn toàn lạnh, mẹ kiếp, tư đồ nam mắng to một tiếng, tại chỗ liền nhảy dựng lên. Có cần nói nhảm như vậy hay không, lại nhìn sắc mặt của Dương Đình Thiên, đã đủ khó coi rồi, không trách bọn họ như thế, chỉ vì vận khí của Nam Cung Nguyệt quá kém, đối thủ rút được dĩ nhiên là Thanh Vân Tông đệ nhất chân truyền, trung ngạo. Bọn họ đã không có đoán trước kết cục, ngay cả nếp phong thứ hai của hàng nhà cũng không phải là đối thủ của Chu Ngạo, huống chi là chân truyền thứ ba Nam Cung Nguyệt, Nam Cung Nguyệt cũng rất bất đắc dĩ, chưa từng nghĩ đến vận khí của mình lại kém như thế. So sánh với hắn mà nói, vận khí của Diệp Thần đã không tệ rồi, rút ra chính là đệ tử chân truyền xếp hạng thứ 9 của chính Dương Tông, cũng chính là người hôm qua dùng tàng thân thuật đánh bại đệ tử Thanh Vân. Nhìn xem một chút, ngay cả ông trời cũng không giúp thằng nhạc, phía dưới lại là một trận nghị luận. Đối thủ của Nam Cung Nguyệt là Trung Ngạo, Bãi nhất định không có hồi hộp về phần Diệp Thần kia, chống lại đệ tử viết ẩn thân thuật của chính Dương Tông kia, có thể đánh thắng mới là lạ như thế hai người cuối cùng của cửu đại chân truyền của hàng nhạc tông sẽ bị đánh bại ở bán kết này điều này cũng có nghĩa là cửu đại chân truyền của hàng nhạc tông chưa đợi đến trận chung kết sẽ toàn quân bị diệt thanh vân tông trung ngạo hàng nhạc tông nam cùng nguyệt lên đài quyết đấu trong tiếng nghị luận thanh âm của ngô trường thanh đã vang vọng khắp bốn phương dô lời ngô trường thanh vừa dứt chỉ nghe thấy một trận tiếng gió trung ngạo của thanh vân tông đã lên đài giống như lần quyết đấu với Niếp Phong, hắn hí ngược liếc mắt nhìn về phía hàng nhạc tông, ánh mắt nhìn lướt qua một vòng, cuối cùng rơi vào trên người Nam Cung Nguyệt. Nam Cung Sư muội nhận thua, có thể không cần lên. Khó được cùng Chu Ngạo Sư Huynh quyết đấu, thảo giáo mấy chiêu thì sao? Nam Cung Nguyệt thần sắc lạnh nhạt, bức ngọc nhẹ nhàng di chuyển, nhẹ nhàng rơi vào trên chiến đài. Yên tâm, Sư Huynh ta rất thương hương tức ngọc, Chu Ngạo cười sâu kín, trong mắt còn có dâm tà chi quang lóe ra. Tranh Đáp lại hắn lại là linh kiếm của Nam Cung Nguyệt Tranh Minh, thân pháp của nàng nhẹ nhàng, tốc độ cực nhanh, mấy cái lắc mình liền xiết tới trước mặt Chu Ngạo, một kiếm xuyên trường hồng uy lực vô cùng, cho đến lồng ngực Chu Ngạo. Chu Ngạo cười lạnh, cương khí tiên thiên lúc này tế xuất, phủ đầy bàn tay, lúc một kiếm của Nam Cung Nguyệt sắp đâm trúng thân thể hắn, bị hắn vững vàng nắm trong tay. u tranh, Nam Cung Nguyệt trường kiếm tranh minh ong động, lại không cách nào đả thương chu ngạo mảy may ngược lại bị chu ngạo chấn đến kêu rên lui về phía sau xinh sinh dừng lại thân hình nam cung nguyệt mi tâm linh quang chớp động một pho ngọc ấn bay ra cấp tốc phóng đại tràn đầy linh hà từ giữa không trung lăng thiên áp hướng chu ngạo chu ngạo cười đùa bổn mạng linh khí cũng theo đó tế xuất chính là một cái lò đồng gần gần ngọc ấn cùng lò đồng tự mình đối kháng mỗi lần va chạm phát ra thanh âm đều rất chói tai phía dưới nam cung nguyệt cùng chu ngạo đồng thời động một trường cứng rắn mỗi người bóc động thủ ấn kiếm chỉ đối phương lập tức chính là tính tranh minh của kiếm kiếm ảnh bao phủ chiến đài hai người đều thi triển kiếm trận khủng bố ầm ầm phanh đại chiến trong nháy mắt thăng cấp hai người đều thi triển bí pháp nhưng có thể thấy được chính là nam cung nguyệt ngay từ đầu đã bị đè ép đánh ngay cả niếp phong cũng không phải là đối thủ của chu ngạo nàng lại càng bị đánh vô lực xoay người hai mươi hiệp chưa tới thân thể mềm mại của Nam Cung Nguyệt liền nhuộm đầy máu tươi. Đáng chết, căn bản là không phá vỡ được phòng ngự của Chu Ngạo, trên ghế ngồi, từ đồ Nam đã không biết một lần thầm mắng. Có thể làm thanh vân tông đệ nhất chân truyền, không phải nói đơn giản như vậy, một bên, Diệp Thần trầm ngâm một câu. Muốn phá tiên thiên cương khí này, trừ phi thực lực ở trên Chu Ngạo, hoặc là như nhiếp phong sư huynh phong thần quyết vô cùng xuyên thủng lực, công pháp của nam cung sư tỷ thiên nhu hòa căn bản cũng không có lực công kích phá vỡ khuyết khí tiên thiên của Chu ngạo dạ như tuyết bất đắc dĩ thở dài một tiếng phốc 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 nhìn nam cung nguyệt trên chiến đài không ngừng chảy máu mọi người đã không đành lòng nhìn thẳng đây là một trận quyết đấu không hồi hộp chiến đến 50 hiệp nam cung nguyệt linh lực đã hao hết đáng tiếc chính là từ lúc bắt đầu quyết đấu đến bây giờ nàng chưa bao giờ phá vỡ phòng ngự của chu ngạo quyết đấu không hồi hộp tự nhiên có kết cục không hồi hộp Hiệp thứ 52, Nam Cung Nguyệt cuối cùng cũng không địch lại công kích khủng bố của Trung Ngạo, từ chiến đài bại trận. Nói nhảm, ra các lão đầu nhi ngồi ở chỗ ngồi nhịn không được mắng một câu. Lão tử nhìn mấy tiểu oa thuận mắt, cả đám đều bị đánh xuống, cái này nhìn thật là mẹ nó nghẹn khuất. Không phải còn có một diệp thần sao, Bích Du ở một bên rất tùy ý nói một câu. Hắn ta, ra các lão đầu nhi biếu môi, Tiểu tử này chính là tới chọc kẹo, một người nguyên cảnh chạy tới góc vui cái gì, thật không biết Dương Đình Thiên tiểu tử kia có phải đầu óc vào nước hay không. Chính Dương Tông Cơ Ngưng Sương, Thanh Vân Tông Vương Xuyên lên sân khấu quyết đấu, lúc hai người nói chuyện, lời nói của Ngô Trường Thanh đã vang lên, nhất thời, ánh mắt mọi người lần nữa đồng loạt hướng về phía Cơ Ngưng Sương bên kia hội tụ tới. Vẫn là dưới sự chú ý của vạn người, Cơ Ngưng Sương lần thứ hai đứng dậy, một bước bước xuống bóng dáng xinh đẹp đã xuất hiện trên chiến đài. Nàng mặc áo nghe thường, tú phương không gió mà tự động, vẫn lạnh nhạt trước sau như một, thần sắc không gợn sóng chút nào. Từ hôm qua đến bây giờ, mọi người ở đây chưa từng thấy qua nàng nói một câu. Đối diện, Thanh Vân Tông Vương Xuyên cũng nhảy lên chiến đài, lại khẩn trương nhìn cơ ngương xương, chưa khai chiến, đã khiếp đảm. Vương Xuyên kia chính là đệ tử xếp thứ tư trong trần truyện của Thanh Vân Tông, lần này sẽ không thua một hiệp như dương bân của hàng nhà Tông chứ thanh âm xì xào bàn tán bốn phương không dứt bên tai hơn nữa rất nhanh liền liên tưởng đến cảnh tượng cơ ngưng dương lần trước ra tay dương bần xếp thứ bảy của hàng nhạc tông một chiêu cũng chưa ra đã bại hơn nữa còn bị một khúc thanh âm đánh bại hiện giờ vương xuyên xếp thứ tư của thanh vân tông thực lực vừa xa hàng nhạc dương bần trận quyết đấu này tự nhiên đặc biệt được chú ý tất cả mọi người đều muốn xem vương xuyên có thể kiên trì trong tay cơ ngưng dương mấy hiệp trong hư vô đông hoàng thái tâm nhìn phía dưới một cái lại hứng thú nhìn Phục Nhai bên cạnh, chậm rãi cười nói. Phục Nhai, lấy ngươi xem ra, Vương Xuyên mạnh hơn Dương Vân không ít, có thể ở trong tay huyền linh chi thể kiên trì mấy hiệp. Cái này mà. Phục Nhai vun dâu, vẫn trầm ngâm như trước, một lát sau mới suy đoán mở miệng nói. Ít nhất trong vòng ba hiệp sẽ không bại, thực lực Vương Xuyên kia đích xác không kém. Ta đánh cuộc hắn chống đỡ không lại một hiệp, Đông Hoàng Thái Tâm tươi cười động lòng người, lại mang theo rất nhiều thông ý. Lúc hai người nói chuyện, cơ ngưng xương trên chiến đài phía dưới đã nhẹ nhàng phất phất ống tay áo, một thanh tố cầm lần thứ hai lơ lửng trước người. Lại dùng đàn. Hành động này của cơ ngưng xương làm cho bốn phương kinh ngạc một tiếng, khoa trương nhất vẫn là dương bân quàng nhạc tông, khi cơ ngưng xương lấy ra tố cầm, vẻ mặt hắn đã vẻ sợ hãi, tựa như bị cái gì đó kinh hách. Trên đài, vương xuyên thấy thế, thần sắc ngoan độc, lúc này ra tay, lật tay tế xuất linh kiếm tựa hồ muốn phát động chế nhân trước không cho cơ ngưng xương thời gian đàn khúc quỷ dị kia tranh chỉ là hắn còn chưa nhúc nhích cơ ngưng xương gầy ra thanh âm phát ra từ dây đàn liền vang lên mà bàn chân hắn sắp muốn nâng lên trong nháy mắt không còn khí lực cả người đều đứng yên trên đài cái này bốn phương đều là tiếng kinh dị tất cả mọi người đều nhìn thấy thần thái của vương xuyên hắn giống như một cỗ cương thi không có linh hồn chiến đấu ngây ngốc ở nơi đó, hai tay rủ xuống, thần sắc mê mang, ánh mắt trống rỗng, ngay cả sát kiếm trong tay cũng rơi ra. Được, lại ngốc một cái. Bên này, ra các lão đầu nhi nắm tay, bất đắc dĩ lắc đầu. Trong dự liệu, Bích Du bên cạnh, tuy rằng nhắm mắt lại, nhưng chậm rãi nói một câu, lâu mày xinh đẹp còn không khỏi nhíu một chút. Cái này cũng quá dọa người đi, thượng quan gia thượng quan bác âm thầm líu lưỡi. Vương Xuyên chính là thanh vân chân truyền thứ tư. Cái này còn chưa động thủ, đã bị cầm âm của huyền linh thân thể chế trụ, cơ ngưng xương kia có muốn lợi hại như vậy hay không? Xem ra lão tổ ra ra lo lắng không phải là không có đạo lý, huyền linh chi thể này quả thực mạnh vô biên, thượng quan Ngọc Nhi cũng thổn thức thán phục một tiếng. Nếu ta đối đầu với nàng, hơn phân nửa cũng sẽ trúng chiêu. Sương Nhi thần thông, kỳ thật các loại có thể chịu được, thành côn nằm nghiêng trên ghế ngồi, khi nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ của bốn phương, cười cười đùa giỡn. Hiện trường, sắc mặt khó coi nhất vẫn là thanh vân tông trưởng giáo công tôn trí, tuy rằng hắn biết vương xuyên không phải là đối thủ của cơ ngưng xương, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới vừa lên đã bị cầm âm chế trụ. Phải biết rằng, tu vi cùng thực lực của vương xuyên cũng không kém, thanh vân đường đường bọn họ chân truyền thứ tư, nếu dễ dàng như vậy liền bại, hắn làm tông chủ, không thể nghi ngờ là trước mặt mọi người bị hung hăng tát một cái huyền linh chi thể kia thật sự đáng sợ như thế sao? Sắc mặt công tôn trí tái mét, nắm tay trong tay áo càng nắm chặt vang lên. Ta không nắm chắc đánh thắng nàng, một bên, hắn thanh vân đệ nhất chân truyền trung ngạo cũng ngưng trọng nói. Nàng cho ta cảm giác, rất áp lực, loại cảm giác áp lực này, hơn xa chính dương tông hoa Vân. Hy vọng các ngươi không nên gặp phải trên chiến đài, công tôn trí hung hăng hít một hơi, như hắn, sắc mặt dương đỉnh thiên bọn họ cũng đa số ngưng trọng. Tam tông đại hội, huyền linh thân thể cơ ngưng xương, cũng tổng cộng ra tay hai lần, lần đầu tiên là hàng nhạc chân truyền đệ thất dương bần bọn họ, lúc này đây là chân truyền đệ tứ vương xuyên của thanh vân tông, một khúc thanh âm dễ dàng chế trụ hai đại chân truyền của hai tông, điều này làm cho bọn họ cảm giác được uy. Hiếp cường đại, bọn họ cũng giống như công tôn trí, trong lòng cũng đều có ban khoan giống nhau, huyền linh chỉ thể hiện giờ chỉ là chân xương cảnh, cường hãn như thế, nếu như cho nàng đủ thời gian trưởng thành, hắn niên, đại sở này còn có ai có thể kiềm chế nàng, chỉ sợ một mình nàng cũng đủ để quét ngang một tông. Nếu thật sự để cho nàng trưởng thành, hàng nhà tông ta sẽ hoàn toàn bị chính dương tông áp chế, sở huyên nhi thần sắc tràn đầy sầu lo. Tuy rằng nàng mạnh thái quá, nhưng sư phụ ngươi cũng quá bi quan đi, một bên, diệp thần mỉm cười nhìn sở huyên nhi. Giang Sơn Đại có tài nhân xuất hiện, Nói không chừng hàng nhạc ta cũng xuất hiện một cái kỳ tài khoáng thế đây, nói xong, Diệp Thần còn không khỏi mím tóc. À, ví dụ, nói về ta. Người, sở huyên nhi nghe vậy, không khỏi nghiêng đầu, từ trên xuống dưới đánh giá Diệp Thần một cái. Người nghĩ nhiều đi. Coi như ta không nói. Diệp Thần giật giật khóe miệng, dứt khoát đem ánh mắt rời về phía chiến đài cách đó không xa, trên chiến đài, vương xuyên của Thanh Vân Tông thần sắc vẫn ngốc trệ như trước, ngây ngốc đứng tại chỗ. Mà đối diện, cơ ngưng sương tâm không có ngoại vật, thần sắc bình tĩnh đạm mạc, động tác duy nhất cũng chỉ là nhẹ nhàng gảy dây đàn. Không thể không nói, tiếng đàn của nàng đích xác như trời êm tai, cầm sát thong thả, giống như tiên khúc đến từ cửu tiêu, làm cho đệ tử bốn phương đều không khỏi đắm chìm trong đó, tâm thần bị tiếng đàn hấp dẫn. Cố thủ tâm đài Trường lão của thế lực bốn phương, nhao nhao cảnh cáo đệ tử nhà mình, để tránh tâm thần lần thứ hai bị cuốn vào trong tiếng đàn của cơ ngưng xương hội trưởng yên tĩnh chỉ có tiếng đàn duyên dáng êm tai của cơ ngưng xương không biết từ khi nào cơ ngưng xương kia mới phát tay thu tố cầm mà tiếng đàn mờ ảo của nàng cũng là ở trong thiên địa kinh cử không tan phốc phốc dựa theo dữ dự liệu của mọi người cơ ngưng xương vừa mới dừng tay vương xuyên đối diện còn ngây ngốc đứng tại chỗ liền phun ra một ngụm máu tươi cả người đều nửa quỳ trên mặt đất sắc mặt tái nhợt như tờ giấy khí tức uể oải không chấn động, thần sắc kinh hãi nói không nên lời, mồ hôi lạnh đầm đìa thấm ướt quần áo. Là đương sự, cảm giác của hắn rõ ràng nhất, nghe tiếng đàn của cơ ngưng xương, hắn tựa như đã mơ một hồi. Lại là một hiệp, có muốn tà tà như vậy không? Dưới đài, tiếng hoảng sợ của người xem cuộc chiến đã hình thành hài chiều, thân thể huyền linh đáng sợ, nghiễm nhiên đã vượt xa dự liệu của bọn họ, đường đường là chân truyền thứ tư, bại cũng quá dứt khoát một chút đi. Phục Nhai, ngươi lại thua nhà, Trong hư vô, Đông Hoàng Thái Tâm có tình thú nhìn về phía Phục Nhai, Phục Nhai sắc mặt thổn thức. Xem ra ta là muốn từ mới đánh giá một chút thực lực của huyền linh chi thể, một đời này huyền linh chi thể, hiển nhiên so với các đời trước huyền linh chi thể khi còn trẻ đều kinh khủng hơn. So sánh với Phục Nhai, huyền thần ở một bên, ngược lại khó có được lộ ra một tư mỉm cười. Đại sở huyền tông có thể có hậu bối như thế, ta tâm rất an ủi, lại là một trận quyết đấu không hồi hộp nhưng rất tả môn kết thúc trong lúc tất cả mọi người còn chưa thỏa mãn ngô trưởng thanh lại phương rỡ đi lên chiến đài đọc tên hai bên đối chiến kế tiếp rất nhanh phương hướng của chính dương tông cùng thanh vân tông hai đệ tử không phân biệt trước sau giết lên chiến đài đầu tiên là nói một ít lời nói không có dinh dưỡng liền khí huyết mỗi người bốc lên đánh nhiệt hỏa ngất trời phía dưới hình như không có chuyện gì với hàng nhạc tông ta về phía hàng nhạc tông tư đồ nam rất khoát lười biếng nằm nghiêng trên ghế đích xác cử đại chân truyện của hằng nhạc tông vẫn bại tám cái mà diệp thần duy nhất tiến vào bán kết lại đánh ở trận bán kết cuối cùng điều này cũng có nghĩa là bốn trận quyết đấu kế tiếp bọn họ có thể rất yên tâm làm khách diệp thần sư đệ chỉ còn lại một người ngươi hằng nhạc chân truyền đệ tử nhao nhao nhìn về phía diệp thần ngươi có thể đánh bại tề dương thứ tám của hằng nhạc chân truyện ta tin tưởng cũng có thể bắt được đệ tử thứ chín của chính dương tông chân truyền kia không khó chứ Tư đồ nam hai mắt trợn tròn nhìn diệp thần. Đừng nói thoải mái như vậy, dạ như tuyết trầm ngâm một tiếng. Đệ tử chính Dương Tông cùng diệp sư đệ quyết đấu, thuật ẩn thân thông hiểu rất không đơn giản, ngươi chẳng lẽ đã quên đệ tử Thanh Vân Tông kia làm sao bại được sao? Đích xác, thuật tàng hình kia rất không đơn giản, đoàn ngự xếp thứ năm cũng trầm ngâm một tiếng. Bí thuật kia, cho dù là chúng ta một chiều không cẩn thận cũng sẽ chịu thiệt thòi lớn, các ngươi đối với ta như vậy không có lòng tin đâu. Diệp thần một bên câu thẳng nhìn đại chiến trên đài, một bên rất tùy ý trả lời một câu. Ngươi cho ta điểm tâm. Sở Linh Nhi ở một bên không khỏi gõ Diệp thần một cái, chừng mắt nhìn Diệp thần một cái mới nói, ngươi biết không biết, hằng nhạc ta chỉ còn lại ngươi một cái còn chưa bị đánh xuống. Hơn nữa đối thủ của ngươi chỉ là đệ tử chân truyền xếp thứ 9 của chính Dương Tông, ngươi rất có thể sẽ thăng cấp. Không sai. Sở Huyên Nhi cũng trầm ngâm một tiếng, người thực lực ở trên hắn cũng đừng xem nhẹ tảng hình thuật kia không đơn giản hiểu rõ ràng diệp thần một bên khoát tay áo một bên nhìn chiến đài hắn hiện tại rất bận rộn muốn trộm học bí pháp huyền thuật ngay một giây trước đệ tử chính dương tông thi triển một huyền thuật không tồi bị hắn rất tự giác gạt ấn ở trong mắt tiên luân phanh ầm ầm trên chiến đài đệ tử chính dương cùng đệ tử thanh vân đại chiến đang diễn ra hơn nữa tu vi thực lực của mỗi người đều ngang nhau quyết đấu tiến hành như lửa đốt, từng một lần hấp dẫn ánh mắt của người xem trận chiến. Nhưng, làm cho Thanh Vân Tông Tông chủ công tôn Chí sắc mặt khó coi chính là, đệ tử Thanh Vân hắn kiên trì hơn 300 hiệp, trung quy vẫn bại trận, trận chiến này kết thúc, bốn phương lại là một trận thổn thức. Mới hôm qua, tất cả mọi người còn đồng tình với hàng nhạc Tông, công tôn trí bọn họ lại càng không ít lần chê cười. Hiện giờ, Thanh Vân Tông hắn cũng bước đi theo hậu trần của hàng nhạc Tông, bốn đệ tử thăng cấp bán kết, đã bại hai người, cũng là bị chính dương tông đè đến không ngẩng đầu lên nổi quá nhiều người thổn thức thầm than lần này đại hội tam tông hàng nhạc tông cùng thanh vân tông thật sự là bị chính dương tông đè đến vô lực xoay người hơn nữa đã có rất nhiều thế lực bắt đầu nghiêng về phía chính dương tông bởi vì cơ ngưng xương duyên cớ để cho bọn họ nhìn thấy tương lai không lâu chính dương tông thống nhất tam tông hình ảnh ta thích biểu tình của bọn họ như vậy trên ghế cao thành côn lười biếng ngồi trên ghế sau khi nhìn thấy sắc mặt âm trầm của công tôn trí và Dương Đình Thiên, hắn liền có một loại cảm giác thở phần thoải mái. Chờ một chút, tương lai không lâu, người nhị tông trung quy sẽ bị chính Dương Tông ta thôn tính. Thành côn hí ngược cười, dường như cũng đã nhìn thấy hình ảnh chính Dương Tông thống nhất tam tông của hắn rồi, trên chiến đài, đại chiến vẫn đang tiếp tục. Trận thứ tư của bán kết, chân chuyển thứ hai của Thanh Vân Tông là Lý Tinh Hồn xuất trận, khổ bức đúng vậy hắn đối quyết chính là hoa vân của chính Dương Tông mặc cho hắn trọng sinh thể huyền diệu như thế nào, nhưng vẫn khó cản được thế công của Hoa Vân. Trận thứ năm của bán kết, Bạch Dực trên truyền thứ tư của chính Dương Tông dễ dàng đánh bại đệ tử Thanh Vân Tông. Đến lúc này, Thanh Vân Tông cũng giống như hàng nhạc tông, cửu đại chân truyền cũng chỉ còn lại có một đệ tử. Trận thứ sáu của bán kết, càng không có hồi hộp, song phương quyết đấu đều là đệ tử chính Dương Tông. Ngô Trường Thanh vừa mới tuyên bố đối chiến tên hai bên, trong đó một người liền nhận thua, thế cho nên Hàn Tuấn xếp thứ ba của chính Dương Tông rất dễ dàng liền thăng cấp như thế bảy trận bán kết của ba trận đại hội đánh đến bây giờ cũng chỉ còn lại trận cuối cùng hằng nhạc tông diệp thần chính dương tông tiết ẩn lên đài quyết đấu rất nhanh thanh âm của ngô trường thanh liền vang vọng bốn phương rất lời ánh mắt mọi người đều nhìn về phía diệp thần với phía hằng nhạc tông tất cả mọi người đều biết diệp thần đã từng là đệ tử bị chính dương tông đuổi xuống núi hôm nay dĩ nhiên trở thành đệ tử chân truyền của hằng nhạc tông làm cho người ta đụng tường cũng nghĩ không ra chính là gã này dĩ nhiên là một người nguyên cảnh. Hơn nữa, hết lần này tới lần khác chính là một đệ tử nguyên cảnh như vậy, dĩ nhiên ở vòng đấu loại thứ nhất luân không, trở thành đệ tử duy nhất của cửu đại chân truyền của hàng nhạc tông còn chưa bị đánh xuống. Đắc, sau trận chiến này, cửu đại chân tướng của hàng nhạc tông muốn toàn quân bị diệt. Thượng quan gia thượng quan bác đã không khỏi thổn thức một tiếng. Nói không chừng diệp thần có thể thắng đây, một bên, thượng quan ngọc nhi cười cười, Nàng từng cùng Diệp Thần cùng hoạn nạn khổ sở, từng chân chính kiến thức qua thực lực của Diệp Thần, cũng không muốn người khác trong miệng không chịu nổi như vậy. Lúc thi đấu loại trực tiếp bị Luân không, may mắn tiến vào bán kết, lần này cũng không có danh ngạch cho hắn Luân không đi, ra các lão đầu nhi vuốt lỗ tai. Muốn ta xem, tiểu tử này chính là làm, người nhà người nguyên cảnh cá nhân, chạy tới quấy rối cái gì. Tất nhiên không lượng sức. Bích Du nhắm mắt dưỡng thần, lạnh lùng nói một câu một người nguyên cảnh, có thể đánh thắng mới quái lạ, tiếng nghị luận bốn phương vẫn liên tiếp vang lên. Thật không biết hàng nhạc tông nghĩ như thế nào, ngay cả tu vi nhân nguyên cảnh cũng bị kéo tới tham gia tam tông đại hội,